xin chào các bạn chào mừng các bạn đến với series clip tiếng nhật dành cho người lười hôm nay là buổi thứ ba rồi đúng không nào ok các bạn hãy xem đây alo anh ơi em là dũng em đến đăng ký nhưng mà đông quá vâng em dũng đến đăng ký nhưng mà đông quá vâng các bạn vừa xem đoạn hội thoại vừa rồi đúng không ừ. anh này tên là dũng trong tiếng nhật khi mà giới thiệu mình thường người ta nói đệt sự dũng đệt sự nhưng mà có một cách nói khác đó là Dũng to mô shimasu Dũng to mô shimasu yeah. Mô shimasu to mô Thì cũng là tôi tên là Dũng Em tên là Dũng ạ à. Thấy chưa nào Và từ tiếp theo chúng ta sẽ học đó là từ Mô Đăng ký Đấy chưa nào Mô shimasu to mô Mô Moshi Đăng ký Và chúng ta học được từ Komu là đông Đấy chưa nào là đông Ba từ nhá, nhắc lại một từ đầu tiên này. Tô mô si mát Em tên là Dũng Đăng ký Mô cô mự Ok Đông là gì Cô mự Cô mự Thế nào <laughs> Hãy tiếp theo Ê, Câu số 2 này à, Từ cô tổ Các bạn học rồi đúng không Cô tổ có là việc Cô tổ là việc Tiếp theo chúng ta học một từ nữa là từ Hoa dạ Hoa dạ Là những kỹ năng Được chưa Kỹ năng của chúng ta Hoa dạ Kỹ thuật kỹ năng thế nào? Ok, bây giờ các bạn tưởng tượng nhá. Đây là một công việc công việc cần rất là nhiều kỹ năng. Kỹ năng hiểu biết về thành ngữ và tục ngữ. Được chưa? Một công việc cần rất nhiều kỹ năng về hiểu biết thành ngữ tục ngữ. Đây. Cô tô là việc, kỹ năng là hoa gia và thành ngữ tục ngữ sẽ là cô tô hoa gia. Cô tô hoa gia. nào? Và một từ cuối cùng nữa, nếu mà bạn không biết không biết về thành ngữ tục ngữ thì hãy nên từ chối công việc này đi nếu mà không hiểu biết về thành ngữ tục ngữ thì hãy nên từ chối Đấy chưa? từ chối xem nào cô tô hoa rực 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 Đấy chưa? cô tô hoa dạ cô tô hoa dạ cô tô hoa rực Đấy chưa nào Hãy số 4 Bây giờ chúng ta tưởng Bây giờ thì nhỉ? Chúng ta đang dùng ma túy <t troll> Dùng ma túy, sử dụng ma túy, đúng không? Dùng sẽ động từ dùng, chúng ta sẽ nhỉ? Scout, đúng không? Sử dụng, dùng Scout, đúng không? Học rồi đúng không? Trong sơ cấp Và bây giờ nhỉ? Dùng ma túy này là bị công an bắt Được chưa? Bị công an bắt sẽ là gì nhỉ? Tsukamaru Được chưa? Tsukau Tsukamaru Tsukamaru Tsukau Tsukamaru Được chưa? Bị cảnh sát bắt sẽ là gì nhỉ? keisatsu ni Tsukamata Được chưa? Ok và có một động từ liên quan đến tsukama này Đó là gì nhỉ? Tsukama e Nó là bắt được cái gì đó Ví dụ bắt được tiền trộm chẳng hạn Dorobo o tsukama được Ok chưa? Dorobo o được Hãy nhắc lại nhá Tsukau sử dụng ma túy Bị công sát, bị cảnh sát bắt Đúng không? Tsukama Và bắt được tiền trộm xem là Tsukama e Thế nào? Hãy số 5 Hãy động từ đi lên xe là gì nhỉ? nô được nô được được mày lên xe trước đi lên xe trước đi được chưa nô no no tao ở lại chất những cái đồ đang được giảm giá đây lên xe được chưa Hay. chúng ta sẽ tưởng tượng là lên xe là nô no được chất đồ lên sẽ là nô xê được nô xê được chất lên Đúng không cho lên nô c được và giảm giá sẽ là xê được Xê được được chưa nô nô c nô được và Se Ok. Tiếp theo, trong sơ cấp chúng ta học một động từ đó là từ orosu, tức là rút tiền hay là orosu là tháo rỡ cái gì đó, tháo rỡ cái gì đó. Tuy nhiên chúng ta sẽ học động từ này với ý nghĩa là rút tiền nhá. sự o, o orosu. Orosu. Các đọc orosu. Orosu. Ở trên nào? Hay, bây giờ mình tưởng tượng ở đằng kia có một đứa đang rút tiền ngân hàng và mình sẽ giết nó để lấy tiền được chưa giết cái người đang rút tiền kia để lấy tiền thì chúng ta sẽ có là gì nhỉ Oros, okane, oros, oros là đi rút tiền, oros và giết người ta sẽ là koros, koros, chưa? oros, koros, ok chưa? Hay đến số 7 chúng ta sẽ học từ nắc cự là khóc trong sự cấp rồi đúng không nào? Naku cự là khóc được chưa ba Naku cự là bị chết được chưa nào tưởng tượng con vật nuôi thú cưng của mình bị chết chẳng hạn được chưa nào và mình sẽ khóc được chưa khóc vì con vật nuôi thú cưng của mình bị chết nát cự naru cự na đựng cự Hãy tiếp theo chúng ta sẽ học về danh từ quả cà Đây quả cà tím này trong tiếng Nhật nó sẽ như thế này Quả này sẽ đọc là sự Nasu Nasu được chưa? Nası. Và mình đánh mất quả cà này na o Nakusu Được chưa? Nasu sự Ok chưa? Nhưng mà đánh mất rồi nhưng mà mình vẫn tủm tỉm cười Đúng không? Tủm tỉm cười cho tiếng Nhật sẽ là gì ạ? Cười kiểu này Đó hả? Kusu 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 Đây là Kusu kusu Nhắc lại nữa nha Đánh mất quả Đánh mất quả cà tím mà vẫn cười Tùm tìm cười Được chưa Nasu Nakusu Và Kusu 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 Suteru Hay Số chín Được chưa ừ, Từ này dễ rồi Chắc là nhiều bạn cũng biết rồi Nhưng mà mình vẫn cứ nhắc lại này, Nhắc lại này ừ. Umareru Umareru Là sinh ra Được chưa Để con ấy Sinh ra Được chưa Umareru Con ngựa sẽ là Umar đây Uma. Umareru ưm ạ được chưa và con ngựa thịt ngựa mới sinh ra rất là ngon rất là thịt rất thơm ngon ngọt thì người ta sẽ khen là ưm ưm ạ ưm ạ ưm đây được ưm ạ ưm ok chưa ok chúng ta chuyển sang câu số 10 các bạn tưởng tượng tình huống như thế này hiện nay có một dịch cúm đang lan tràn rất là nhanh được chưa dịch cúm là cúm hay cúm dịu được lan tràn rất là nhanh đúng không chúng ta đang nói chuyện với nhau dịch cúm lan nhanh nhỉ? đúng không mình sẽ hay 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 adu thế là thế nào nhỉ hay là vâng vâng hay vâng. được chưa hay tiếp theo hay nhanh được chưa hay chưa nào ba lan truyền đúng không thì chúng cũng lan truyền lan truyền thế nào hay được chưa hay hay Hayai Hayaru à, Được chưa nào? À, ừ, vậy là chúng ta đã xong video clip ngày hôm nay rồi đấy ừ, Các bạn đã học được nhiều từ vựng chưa nhỉ? Mình hy vọng là cái series video clip này sẽ đi cùng với các bạn Cho đến kỳ thi tháng 12 năm 2019 này Và các bạn sẽ học tiếng Nhật cảm thấy thoải mái hơn Và dễ vào đầu hơn rất là nhiều Thông qua các video clip À, thứ nhật dành cho người đời của mình bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tới nha bye bye